ក្រោយពេលដែលមានអ្នកថាខ្លួនចាស់ចង់ស៊ីស្មៅខ្ចីស្រាប់តែសួរសុធារាទំលាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដួងវរៈសិទ្ធច្បាប់បែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងសួរសុធារាក្រោយពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនដុនដាមបងកោឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងអាណិតអាសូរចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ជាច្រើនជាពិសេសនាងក៏ធ្លាប់បានបង្ហោះសារខ្លួនឯងបើសិនជាទេសយុទ្ធធ្លា
ដែលមានវ័យ73ឆ្នាំកូនចាស់ចង់ស៊ីស្មាក់ខ្ចីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រោយពេលដែលមានរឿងរ៉ាវល្បីល្បាញយ៉ាងនេះ អ្នកនាងសឺសុធារាក៏បានចេញមកបញ្ជាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីសកម្មភាពរបស់នាងជាពិសេសដែលមានទំនោរទៅលើរោគទៅលើលោកដួងវរៈសិទ្ធនោះដូច្នោះក៏មកឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ដល់ចំណិចសូន្យបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនឹងជាការពិតណាស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបជាមួយនឹងតារាសម្ដែងជើងចាស់ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសឺសុធារាក្រោយពេលដែលរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីគឺលោកសំពូនមីដាដាជាច្រើនឆ្នាំនឹងមានកូនជាចំណងដៃស្នេហ៍ពីរនាក់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនមានការផ្ទះប្អើលខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកនាងសឺសុធារានិងលោកសំពូនមីដាដាបាន
còn về đại bậc ca chạy phật niệm khơi thai nhân sư sư thi ra, tăng tại bằng hoa sa kìm crom chỉ hài hồ, giang nam minh mà dương cờ lê từ mưa cao bị ngay từ đập muối, khai tô lai chân nam pi pon mà phơi pi ni, mà hai chun chỉ trang căn tập nhập áo khang còn về đại sọc sọc nhân sư sư thi ra, ban bằng hoa sa song chuột đại lai chum riêng đồn ra sợ, trong thời chỉ cua na côn, đường ban điệp rob mùi clear thẻ, bờ sân chỉ miên tết giật cho mọc. Chúng buông mộc niềng niềng xôm xôm xỏng nâng trọng bàn bà đây mà nè chú mũ đuông bà đạ sật nâng xôm ỏi miên tè đồng lại đập liền đỏ lá nâng xôm ỏi miên lùi mùi rồi liền đỏ lá xa thụ cơ bê đẹp tụ bạp nì nè ở rì con niêng thà chứ cô chá trong xì xe mạch chảy sát tay nè niêng xưa sự thị ra bán đạp phang phang tờ càng nè rì con vinh thà bóng bà ôn tăng ọc nì chỉ tì xà lành cô rúp nâng rùm lớp khi nhóm nâng chọn này dây rương ôn đồ mà đã sạch. Chứ mỗi nâng, khi nhóm nâng chọn thọt, chứ mỗi nâng quạt bàn mùi rương tê bỏng. Cứ chúm nuôn bay khẻ, rương rư xà nó cứ quạt thua chế tua con bà sạch khi nhóm. Giang nè cả đời, quạt khám mềm khi nhóm, chuyện khi nhóm trả nạ, bọn tay mạch bàn hào tha chi này xảy. Khi nhóm châu chật quạt bê, tua bay chi giang mạch cả đời khi nhóm ớt khăn nâng quạt đẻ. Kê chê bằng chào khi nhóm, thay khi nhóm nâng cô cha trong xì xe mạch chạy anh chẳng tử có khi nhóm nâng ớt khăn đẻ khi nhóm khi chân nè rùa ấy khi nhóm chân lùa mình chân nè kì tì khi nhóm thọt rương chỉ mùi nâng ôn đồ mà đẹp sật bàn tay mùi rương tế cứ rương rực chà nì kết tay mà đòn có thua chỉ tu con bảo xà rồi bọc nhóm hai khi nhóm nâng miên nì xảy chứ mùi nâng quát đòi xa tay thua cài cho mùi nâng khi nhóm bạch khè cho rất quát lõ nè bông bồn quát ớt chê rồi nhé rồi nhai chứ mùi nâng xây nhì ấy bệ bà tê quát nâng miên sở mặt tập hiệp chứ riêng nâng lên kì tà phù lông thành tiệt phòng quát lên ọ bàn giang bì rùa lên kì tà bàn xùm lên giang phà em quát chê phù lông khó lôi tiên quát chê cô trô quát chê nì bôn bọt ở đây cho nó xong bàn giang lõ nâng miên này nè kê tha nì bôn lơ đầm lai sở trây này đi bàn tay cần lấy nâng ấy để khi nhóm châu chất quát bê khởi nhóm nâng quạt nâng hạ bay đôi chi ớt miên ấy tề thọt chỉ môi khi ban bay khải cột xôm bay tại bát đại khi tích có ớt đài hai môi bình tiệt khi nhôm miên nỉ sai chỉ môi nâng quạt bảo dân chỉ khi nhôm nơi cờ mông khi nhôm ai nâng sờ lành quạt đài nâng nạ bóng nỉ dây mèn con tay hô pel hai pru khi nhôm đăng thẻ quạt mình sờ lành khi nhôm tề đôi chân nó pôr miên nỉ miên bật nặng đam bay từ tua ban nơi pôr miên tham mây bon thèm tiền. Xôm mê ta chùi subscribe đừng like, nhóm bát xôm o con đừng xôm cổ rộp liền.